tên là An Nguyễn, sống ở Atlanta, Georgia. Gửi lời chào tất cả các anh chị em. Và hôm nay cái chủ đề của chúng ta là kinh doanh không sở hữu. Và câu hỏi duy nhất là kinh doanh không sở hữu là gì? Tại sao chúng ta làm kinh doanh đó? Và chúng ta làm công việc đó như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta có ba vị khách mời đặc biệt tới từ ba nơi khác nhau. Và trước hết thì em muốn mời các anh chị giới thiệu về mình một chút. Trước hết là mời anh Quang, xong rồi mời Trang và mời Thắng tự giới thiệu bản thân mình cho mọi người. Trước hết thì Quang cũng xin chào anh An, chào Thắng, chào Trang và chào tất cả anh chị em mình có mặt trên Facebook Live sáng ngày hôm nay. Thì Quang cũng xin giới thiệu sơ về Quang chút xíu. Thì Quang hiện tại giờ đang sống ở thành phố Columbia, South Carolina. Và công việc trước đây của Quang thì Quang kinh doanh trong ngành nail, mở tiệm nail làm, rồi mình xây tiệm nail, mình thấy cảm thấy được thì mình bán. Và cứ làm như vậy thì thấm thoát cũng đã gần 20 năm. Thì đó là vài điểm. Ok, rồi kế tiếp là mời Trang. Xin chào cả gia đình Facebook Live. Em tên là Trang Lê, hiện nay em sống ở Calgary, Canada. Thì em có 15 năm làm trong cái lĩnh vực là giám định, thử nghiệm, đo lường và xây dựng hệ thống chất lượng. Thì sau đó em di chuyển em qua Canada theo cái diện skilled worker cho là di dân chất xám. Và tại đây thì em tiếp tục làm cái công việc giám định và thử nghiệm. Và sau đó em có một cái em muốn làm một cái gì khác hơn thì em mở một cái salon chuyên về làm đẹp và dạy học. Thì hiện nay đó là cái công việc của em. Xin chào. Okay, cảm ơn Trang. Rồi chào anh An, chào anh Quang, chị Trang và tất cả các anh chị. Em là Thắng Đặng, sống ở Portland, Oregon. Trước đây em là một kỹ sư phần mềm của công ty Lockheed Martin, một công ty khá lớn ở Mỹ. Và bây giờ thì không còn làm kỹ sư nữa. Rồi cảm ơn lời giới thiệu ngắn gọn của các anh chị và dĩ nhiên là trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ muốn học hỏi và hôm nay chúng ta có những người lần đầu tiên nghe cái buổi truyền hình trực tiếp này và sẽ có rất là nhiều người nghe lại những cái chương trình như vậy và cái chủ đề của chúng ta là kinh doanh không sở hữu và một trong những câu hỏi lớn là tại sao chúng ta làm kinh doanh đó rồi chúng ta làm cái gì và làm như thế nào thì trong vòng khoảng 40 phút kế tiếp chúng ta sẽ mổ xẻ và đi sâu dựa theo cái kinh nghiệm của từng cá nhân một. Vậy thì rõ ràng là anh Quang đã từng là làm trong ngành nail, mở tiệm và bán tiệm, rồi chị Trang đã làm giám định, rồi sau đó mở kinh doanh riêng cho mình là cái salon để mà làm đẹp và dạy, rồi anh Thắng đã từng làm kỹ sư. Ba người ba công việc khác nhau và ba nơi khác nhau. Vậy thì việc gì đã dẫn dắt các anh chị tới với Nu Skin? Và chúng ta có thể trả lời câu hỏi thứ hai luôn, đó là khi mà mình bắt đầu với New Skin đó, thì những cái điểm khác biệt của kinh doanh New Skin, tức là kinh doanh không sở hữu này và những công việc cũ các anh chị làm là gì? Thì trong cái câu hỏi này anh muốn mời chúng ta chia sẻ và đầu tiên là mời anh Quang, xong rồi mời anh Thắng và mời Trang, chúng ta lần lượt chúng ta chia sẻ. Ok rồi, cảm ơn cái câu hỏi của anh An. Thì các anh chị Quang làm trong ngành nail và cứ làm như vậy. Và 8 năm về trước đó, thì trong một ngày đẹp trời thì Quang có một người em bạn tới để mà chia sẻ cái cơ hội kinh doanh và kinh doanh Nu Skin. Thì lúc đó thì Quang không có biết gì vấn đề Nu Skin cả. Và Quang trả lời với người em gái là bây giờ anh rất là bận rộn, bây giờ em không thấy anh bận đủ nên sao mà còn chia sẻ anh làm cái gì nữa. Thì người em gái nói như thế này: em thấy anh bận rộn như vậy thì nghĩa là không có thời gian thì em mới tới em chia sẻ, chứ còn nếu mà anh không bận rộn thì anh đi chơi thì em đâu có chia sẻ công việc này cho anh làm cái gì. Và vì em thấy anh bận như vậy và nếu anh muốn có thời gian, muốn có chất lượng cuộc sống đó thì anh cho em trong vòng 15 phút để mình ngồi xuống chia sẻ, biết đâu được anh thích và anh có thể bắt đầu. Thì mình thấy nó cũng cũng hay và mình ngồi xuống thì trong vòng 15 20 phút đó một người em gái đi chia sẻ thì mình thấy nó có lý, tại vì mình thấy là bây giờ nếu mà kinh doanh mà để mà có nhiều tiền, để có thời gian á thì phải là kinh doanh về hệ thống, mà những cái gì mình đang làm á thì nó không có hệ thống. Cho nên mình thấy hay. Và lúc đó thì Quang và bà xã quyết định là tìm hiểu cơ hội này và lúc đó mình sẽ đi về công ty. Tại vì Quang là cái người kinh doanh mà mình muốn làm cái gì đó thì mình phải có mình là nghĩa là phải tìm hiểu kỹ mình mới làm, chứ đâu phải tự nhiên cái vô mình làm đâu. Thì khi mình về công ty đó thì mình thấy là wow, mình thấy công ty thật là to đùng ở đó. Đi vào cái warehouse thì mình thấy là cái warehouse đó là cũng là hàng quá trời, có thể là trên 200 triệu Mỹ Kim về hàng hóa. Và mình vào với cái công ty trụ sở chính đó thì mình thấy là có nhiều người có những cái chức vụ rất là cao,
Trong đó mình thấy là lúc đó mình thấy là những anh chị em là như là Blue Diamond Team Elite, và đặc biệt khi mình dòm trong cái bức tường đó, thì mình thấy là cái những người người ta đạt người ta làm người ta đạt là 1 triệu đô, 5 triệu đô, 10 triệu đô và 20 triệu đô. Và mình thấy như vậy thì và đặc biệt hơn nữa là mình thấy rất nhiều anh chị em là những người bình thường và người ta đã thành công và đạt được đó. Thì mình nghĩ là nếu mà những người Việt Nam mình bình thường, tiếng Anh cũng không rành, kinh doanh họ cũng không rành, mà họ làm và họ đạt được cái chức vụ như vậy và họ lọt vào câu 1 triệu đô, thì nếu họ làm được thì mình làm được. Thì sau đó về thì hai vợ chồng là quyết định là chọn cái cơ hội Nu Skin và mình làm như vậy. Cái câu hỏi thứ hai của anh An đó là khi mình kinh doanh như vậy thì cái sự khác biệt giữa kinh doanh trong cái tiệm nail của Quang hồi xưa và kinh doanh Nu Skin như thế nào. Thì các anh chị biết là Quang là người kinh doanh, và khi mà kinh doanh như vậy đó thì mình phải đầu tư vốn liếng. Và Quang từng mở những cái tiệm nail mình đầu tư như là 60-70 ngàn, rồi những cái tiệm lớn hơn nữa mình đầu tư 100 mấy, rồi một cái tiệm là 250-300 ngàn. Và như vậy, và nếu mà mình đầu tư như vậy thì các anh chị biết rồi, rất là lo, tại vì mình đầu tư nhiều mà không biết. Và cũng có một cái tiệm mà khi Quang đầu tư đó là khi mình nghĩ nó ok, nhưng mà nhiều khi mình mua rồi đó, mình mua cái tiệm rồi cái mình giấy tờ nó ok và phải làm lại và tốn cả 100 ngàn. Và đó là những cái công việc mà Quang làm như vậy. Còn đối với Nu Skin á, thì khi mà Quang được giới thiệu và sign up á, thì miễn phí, tham gia miễn phí, nó không có tốn được tiền gì cả. Và chỉ có một cái là chỉ xài một ít sản phẩm để mình trải nghiệm, để nó giúp cho mình khỏe và đẹp hơn thôi. Thì đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là khi mà Quang tham gia làm kinh doanh với trong ngành nail đó, thì cái vấn đề thợ thầy là một vấn đề mà cũng như là mình lo nhất. Khi mà mở cái tiệm lớn như vậy đó, mà cũng như là mình phải chuẩn bị thợ nhiều, mà nếu mà không có khách thì sao, thì mình cũng chết, đúng không? Tại vì mình phải trả tiền lương mà. Và nếu mà bây giờ mình chuẩn bị nhiều thợ đó mà bây giờ mình không có khách thì cũng chết. Cho nên là nó nhiều cho mình cái sự gọi là phiền não và stress và những cái lo âu. Đối với Nu Skin thì khi mà Quang tham gia thì sao ạ? Mình không có nhân viên, mình không phải trả tiền lương, tiền gì cho ai hết, cho nên là gọi là worry free đó, cũng như là khỏi phải lo vấn đề đó. Và mình có thể mình hợp tác, mình làm việc với những đối tác mình muốn. Những người nào mình không thích thì mình không làm, đúng không ạ? Những người nào mình thích thì mình đối tác. Còn mà vấn đề mà nail thì cái phần đó thì nó có nhiều cái giới hạn. Cái giới hạn thứ ba, khi mà Quang kinh doanh với tiệm nail đó và làm nail đó, thì cái vấn đề địa lý, có nghĩa là khi mà mình mở một cái tiệm nail nào đó ở một cái vùng đó thì khách hàng á nó chỉ trong vòng cái chừng là 30-40 phút trở lại thôi, chứ mình đâu có thể mình lấy khách hàng khắp nơi được đó. Cho nên nó có hạn chế, mà nếu mà nó hạn chế như vậy thì tiền nó cũng hạn chế nữa. Nhưng mà khi mà Quang làm Nu Skin, tham gia Nu Skin đó, thì cái vấn đề địa lý nó không có hạn chế. Nó cho phép Quang có thể làm việc bất cứ nơi nào, làm việc ở châu Âu, làm việc ở Việt Nam, làm việc ở Mỹ, Canada, và nó cho Quang cơ hội có thể làm việc đến 55 quốc gia. Một điều mà khác biệt nữa mà Quang rất thích, và đó là lý do tại sao Quang tham gia nữa, là cái vấn đề mà mình làm cái gì đó cũng muốn thừa kế lại cho con cái. Cái ngành nail mà Quang làm á, thì thật sự mà nói mình cũng đâu có muốn con cái của mình nó tiếp tục làm cái trong cái ngành nail đâu. Đó, cái môi trường hóa chất nó không cho phép. Rồi nếu mà để lại cho con cái thì nhiều khi nó không biết xài thì nó cũng xài hết tiền, đúng không ạ? Nhưng mà đối với Nu Skin thì khi mà xây dựng được cái hệ thống rồi thì mình có thể để lại cho đời con đời cháu, và hiện tại bây giờ Quang có 2 đứa con. Coi như cái tương lai của nó thì mình không cần phải lo nữa. Ok, cảm ơn Quang rất là nhiều, và kế tiếp thì mời anh Thắng chia sẻ. Dạ. Đối với còn em thì em không có tham lam như anh Quang là thấy 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu gì hết. Em thấy số nó lớn quá. Nhưng mà đối với em đó thì em qua Mỹ từ nhỏ, và em cứ tưởng đó là con người của mình cứ đi học cho thật giỏi, ra trường có việc làm ổn định là xong. Nhưng rồi khi em đi ra làm kỹ sư thì thấy công việc ổn định đó, nhưng mà khổ nỗi cái gì cũng phải xin. Rất hạn chế về thời gian, em muốn nghỉ đi chơi cũng phải xin, nghỉ để mà chăm sóc người thân cũng phải xin, thậm chí là mình bệnh đó mình cũng phải xin. Nhưng em cảm thấy là bị giới hạn như vậy thì cũng không lẽ cuộc sống của mình chỉ có vậy thôi sao? Và hơn nữa làm kỹ sư đó thì lương bổng bị giới hạn, muốn tăng nhiều cũng không được. Và tới một lúc nào đó, đó thì cái đồng lương nó bị cố định đi và nó bị đứng, có nghĩa là tăng tí xíu không đủ và bằng cái tốc độ lạm phát nữa. Cho nên là cảm thấy nó có nhiều cái sự giới hạn như vậy. Và
Ngoài ra đó thì có sự giới hạn về cái sự phát triển bản thân, em không thể nào mà muốn lên chức là lên, và em có cố gắng cách mấy đó thì phải vượt qua những người khác mới lên được cái chức của mình. Và trong cái công việc của mình có những người quản lý, có những người giám đốc, mình muốn ngồi ở những cái ghế của họ thì họ phải đi, họ phải nghỉ, chứ mình đâu có thể nào mà 3-4 người ngồi cùng một chức vụ đó được. Còn khi mà em vào New Skin đó, thì New Skin cho phép mình vượt qua những cái giới hạn của một người làm công như vậy để quyết định cho cuộc sống của mình. Thứ nhất, em muốn kiếm nhiều tiền hơn đó, thì em phấn đấu hơn, cố gắng hơn, nỗ lực hơn, làm việc hiệu quả hơn thì sẽ có nhiều tiền. Và nếu mà mình muốn có thời gian đó, thì mình có thể sắp xếp được cái lịch trình của mình, cái giờ nào mình làm, cái giờ nào mình dành cho gia đình, cái giờ nào mình dành đi chơi, giờ nào dành cho con cái, mình có thể sắp xếp được. Và điều thích nhất đó là đối với em có thể thể hiện được bản thân mình, em có thể vượt lên, em có thể tăng được cái chức của mình, em có thể đạt được những cái tới cái mức độ cao nhất. Vì ở trễ nó không phải là một người hai người ngồi, và tất cả mọi người đều có thể có cái cơ hội để mà đạt được cái thành công cao nhất. Và khi mà thậm chí là trong cái công việc của cũ của kỹ sư đó, một lúc nào đó em làm em có kinh nghiệm và nhiều năm em trở nên thâm niên. Và khi mà thâm niên thì hãng có thể thay thế mình bằng một người trẻ hơn, một người mới ra trường, năng động hơn, nhiều kỹ năng mới mẻ hơn và trả lương ít hơn, thậm chí có thể trả lương bằng một nửa cái lương của mình, thì mình cũng phải ra đi thôi. Còn trong New Skin, khi mà làm việc mình có thâm niên, mình có kinh nghiệm, mình có một hệ thống lớn rồi đó, thì khi mình làm ít lại đó, thậm chí là lúc đó cái thời gian của mình có nhiều hơn cho gia đình, thì cái thu nhập mình vẫn đều đặn tới. Và thậm chí có nhiều người là họ làm lâu năm rồi, bây giờ thu nhập cao hơn rất nhiều với những người mới, đúng không? Và bây giờ họ có thể đi chơi, họ có thể về hưu và thu nhập vẫn đều đặn tới. Cho nên là đối với em thì cái công việc của New Skin đó, khi mà em hiểu ra được những cái điều này đó, thì nó quan trọng là em làm bằng cách nào thôi. Còn ngay từ đầu là em đã thấy cái điều đó thì em 100% là em chọn New Skin. Cảm ơn anh ạ. Ok, cảm ơn Thắng. Và bây giờ mời chị. Dạ, thì hôm nay em cái tại sao chọn Blue Skin thì có rất là nhiều cái yếu tố mà để em chọn Blue Skin, nhưng mà em sẽ nói một cái số điểm khác biệt. Tại vì anh chị biết là trước kia là em là kỹ sư hóa và chuyên về giám định xuất nhập khẩu và giám định thử nghiệm test trong cái phòng lab. Thì chuyên về giám định là cái sự chuẩn xác nó rất rất là nghiêm ngặt, và cái thời gian tiến độ nó rất là nghiêm ngặt, tính bằng phút bằng giây luôn. Và cái công việc nó rất là lúc nào nó cũng rất là rush, làm cho mình rất là căng thẳng, và cái sự chuẩn xác nó từng ly từng tí như vậy đó. Rồi sau đó mình làm về xây dựng hệ thống chất lượng và kiểm đếm nữa, thì tất cả các công việc rất là căng thẳng. Và sau đó một 15 năm như vậy, thì sau đó em nói là sau đó em mình phải có một cái gì, một bước tiến cao hơn về trong cái sự nghiệp của mình, là em mở một cái salon chuyên về làm đẹp, tại vì em thích về mỹ thuật và nghệ thuật nữa. Và nhưng mà sau đó khi mà em mở salon thì cái chi phí nó quá lớn, nó trách nhiệm rất là nhiều. Các bạn biết là hàng đêm mình tiêu tốn rất là nhiều thời gian, 10 tới 12 tiếng đồng hồ, và toàn bộ trách nhiệm pháp lý là mình chịu trách nhiệm. Các bạn biết là mình đang ở nước ngoài rồi đó, mọi cái diễn biến là bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn, và về phần chịu trách nhiệm về tài chính, về nhân sự, về đối với khách hàng. Thì sau đó em nghĩ là và khi mà các bạn mời cái cơ hội New Skin thì tại vì mình có cái sở trường là chuyên về giám định thử nghiệm và check cái hệ thống nữa, thì khi em qua cái công ty thì em thấy wow, cái công ty này là tất cả nghiêm ngặt, tuân thủ đúng cái hệ thống mà quốc tế, và cái uy tín nó quá lớn đi. Tại vì quốc tế các bạn biết theo tiêu chuẩn Mỹ rồi đó, tiêu chuẩn Mỹ và tiêu chuẩn quốc tế là nó nghiêm chỉnh như thế nào rồi, từng các bạn tuân thủ như thế nào rồi. Thì sau đó em nghĩ là đây là cái mà mình phải chọn thôi. Và vấn đề về New Skin là về cái trách nhiệm và cái vốn, thì bạn không có chịu trách nhiệm rồi đó, vốn là không có nhiều như những cái kinh doanh khác. Và cái nhân sự là kinh doanh chịu hết trách nhiệm cho bạn rồi. Còn về tính pháp lý, tính độc quyền, là về logistics, là về vận hành, vận chuyển, là New Skin đã chịu rồi. Mà 54 quốc gia là 55 quốc gia là không có limit, về không có giới hạn về cái thời gian và không gian. Thì em và cái nói chung là những cái mà vấn đề mà 80% là New Skin đã chịu trách nhiệm cho bạn rồi, còn 20% về cái sự nỗ lực của bạn. Thì sau đó em nghĩ là đây là mình phải quyết định một bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình là New Skin. Dạ, cảm ơn. Mấy anh chị trả lời như vậy thì chắc chắn là ai cũng tò mò hết. Tại vì mỗi người đã có những công việc riêng, có những cái kinh doanh riêng và được giới thiệu và tìm tới New Skin. Thì cái câu hỏi kế tiếp chắc chắn là mọi người đang mong đợi, đó là vậy thì khi tới với New Skin thì mỗi người bắt đầu như thế nào? Thì thứ tự hồi nãy anh Thắng có nêu cái câu hỏi này thì chắc mời anh Thắng đi trước, xong rồi mời Trang và mời anh Quang, là mình bắt đầu như thế nào? Ok anh.
Nói tới đây thì em nghĩ là em phải gửi lời xin lỗi đến chị dâu. Tại vì chị dâu của em giới thiệu cơ hội nuôi skin với em. Và khi giới thiệu rồi thì lần lượt là em từ chối. Tại vì nghe cái chữ nuôi skin á, đàn ông con trai mình cứ nghĩ chữ nuôi skin thì là bán mỹ phẩm chứ gì nữa. Và khi mà nghe tới chữ đó là xong là mình từ chối luôn. Không có biết nuôi skin như thế nào, cơ hội kiếm được. Mình chỉ nghĩ là cái này bán mỹ phẩm là mình không làm. Và thậm chí xin lỗi cho hồi đó hơi coi thường cái việc mình cứ nghĩ là mình cầm những cái một số cái mỹ phẩm mình đi vòng vòng mình bán chào hàng bán không rồi chắc chắn là cái bức tranh đó là không thể nào mà thắng đặng mình dính với cái tấm hình đó được hết, cho nên là thắng nói không và chị dâu cứ tiếp tục chia sẻ và thắng cứ từ chối và trốn tránh đó. Nhưng mà thứ nhất là xin lỗi chị trước, nhưng mà cái thứ hai đó, cái thời đó thắng không thích new skin. Nhưng mà sau khi mà thắng đi một cái sự kiện, lúc đầu đi là miễn cưỡng thôi, vì chị dâu nói quá cái mình đi. Nhưng mà khi mà thắng tới cái sự kiện do công ty New Skin tổ chức thì thắng thấy được là những cái gì, những cái nhận xét của mình, những cái gì mình nghĩ về New Skin nó hoàn toàn sai. Không những vậy đó mà thắng còn thấy được là có nhiều người thành công được đưa gia đình đi chơi, rồi họ có thời gian họ chăm sóc cho con cái, rồi họ có nhà đẹp, xe đẹp vân vân. Mình thấy ủa tại sao mình không bằng họ, tại sao mình không có cuộc sống như họ. Mình cũng siêng năng, mình cũng cố gắng mà. Và thắng thấy được là làm việc với New Skin có thể đạt được những cái chất lượng cuộc sống như họ có đó. Thì lúc đó thắng quyết định bằng đủ mọi cách mình phải thành công với New Skin. Và ngay từ đầu đó mình xác định là mình sẽ thành công. Thì mình lại nghe và thấy được là những cái bước thành công nó như thế nào. Thắng lúc này thắng chưa có hiểu gì về chính sách trả thưởng, về tiền, về đó. Nhưng mà thắng thấy được trên cái bước đồ thành công đó thì có cái bước đầu tiên là quản trị viên. Thắng nói bằng đủ mọi cách mình phải trở thành quản trị viên. Tại vì muốn trở thành một cái gì lớn hơn thì phải bắt đầu bước đầu trước. Và khi trở thành quản trị viên đó thì họ lại nói đầu điểm đầu tiên cần đó là cần phải trở thành một cái gọi là LOI, một cái ý định trở thành quản trị viên, và cái đó đòi hỏi mình có 1.000 điểm. Và vậy là thắng lật hết tất cả những cái sản phẩm nào mà New Skin có mà gia đình mình có thể xài được là thắng mua về cho cả gia đình xài, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đặc biệt đó, lúc đó thì thắng mua cái AP24 là cái kem đánh răng làm cho sạch răng, trắng răng, sáng răng. Rồi thắng xài luôn những cái sản phẩm cho sức khỏe, là hồi đó có cái Vitality mới ra, bây giờ thì có nhiều cái khác nhưng mà hồi xưa là Vitality là cái mới mẻ nhất. Rồi thắng xài Life Pack Nano. Thắng là một người không quan tâm tới sức khỏe hồi đó nha. Anh chị nghĩ là 29-30 tuổi mình đâu cần, đúng không? Mình cứ nghĩ là mình sẽ khỏe mãi, trẻ mãi không già vậy đó. Nhưng mà tới lúc đó thắng nói vì kinh doanh mình phải trải nghiệm những sản phẩm này, cho nên thắng mua Vitality, Life Pack Nano về để tăng cái sức đề kháng, để thêm năng lượng. Mua luôn cả G3, cái nước gấc đó cho cả nhà uống, tại vì nó dễ uống. Mình không thích những cái kia nhưng thấy nó dễ uống, mình mua mình xài. Và đặc biệt đó, hồi đó mà nói khi mà da thắng khô ra ngoài mà bạn bè mà hay là mấy chị mà đem một cái lotion gì đó, một cái kem gì đó bỏ lên da mình, rồi mình nói không, cái đó con gái lắm, mình sợ. Nhưng mà tới khi mà thắng đã tham gia vào New Skin và khi mà nói là cần 1.000 điểm mua hết những sản phẩm về xài đó, thì mình cần trải nghiệm để mình biết. Và thậm chí lúc đó thắng mua luôn kem dưỡng da, bộ Element, và hồi đó cái gọi là cái máy Galvanic Spa đó. Bây giờ thì nó gọi là cái facial spa ở Mỹ, nhưng mà cái máy của Văn mua về làm luôn và xài, cố gắng xài, và thậm chí đem về là ba mẹ xài dùng con để cho con biết được kết quả nó như thế nào, con còn kinh doanh, nếu mà nó xứng đáng con còn kinh doanh nữa. Cho nên là thắng cứ cái gì gia đình mình xài được đó thì thắng mua về thắng xài, và mục đích thắng xài đó là để có 1.000 điểm để mình LOI đó, gọi là LOI đó, rồi là từ đó để trở thành quản trị viên. Và khi bắt đầu như vậy đó thì vừa xài sản phẩm vừa vào những cái chương trình kho giống như vậy này để học hỏi, và từ đó kết nối với các anh chị và bắt đầu như vậy. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Và mời Trang. Dạ, cảm ơn anh Thắng. Thì riêng về Trang thì bắt đầu như thế nào ha? Thì khi mà Trang qua công ty, Trang đầu tiên Trang qua công ty trước để Trang giám định, Trang coi thử công ty này như thế nào đã. Thì khi Trang tới công ty thì Trang check hết toàn bộ cái chứng nhận và cái tiêu chuẩn, cái công bố. Thì Trang hoàn toàn tin tưởng vào cái tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ và những các nước liên quan về cái dược phẩm, thực phẩm và an toàn, và những cái gì họ công bố chuẩn hóa. Tại vì mình đã trải qua một cái quá trình rất là dài để mới ra được những cái tiêu chuẩn đó. Thì về cái cơ bản là Trang đã tin rồi. Rồi sau đó Trang về thì bắt đầu là Trang phải áp dụng vào tiệm Trang trước, là những ví dụ như ai cũng có là những cái dụng cụ thoa gót chân, ví dụ cho bạn là cái salon, một cái spa đó, và Trang áp dụng đây là cái natural, là một cái mà xu thế và một cái sở thích của khách hàng trong tương lai, hiện tại và trong tương lai. Thì Trang áp dụng vào tiệm từ wow, Trang thấy có một sự bất ngờ là cái doanh thu tăng rất là tăng, và khách hàng thị hiếu họ cũng thích, và nói chung là Trang có nhiều hướng để phát triển tiếp trong tương lai cho cái tiệm của Trang dựa trên cái nền tảng cái sản phẩm này. Đồng thời thì em áp dụng vào nhà gia đình, ví dụ như kem trắng răng này, rồi từ nước gấp,
thì nó nước gấp thì bây giờ đã trở thành một cái thói quen cho con của em rồi, mỗi ngày đi học tự động lấy một cái bọc bỏ vô cái túi để đi học rồi, bây giờ trở thành thói quen luôn và sức khỏe là hết hết các bệnh vặt. Rồi bản thân em và ông xã em thì dùng những cái bộ ba về sản phẩm thì em thấy là chính em là khỏe hẳn, tại vì lúc trước em hay bị bệnh, em hay vật vờ như vậy đó, còn bây giờ là em có rất là sung, giống như có năng lực năng lượng hơn để nhiều nhiều plan lắm. Thì sau đó mình nói ồ, dựa trên cái hệ thống chất lượng, trên cái tất cả các yếu tố đã có rồi, tại sao mình phải chần chừ nữa? Thì đó là cái bắt đầu của em, nó rất là đơn giản, tại vì em tin tưởng những cái hệ thống chất lượng trước đó đã có rồi. Giống như mình đi trên vai người khổng lồ vậy đó, mình không có mất thời gian để mình ngồi mình check lại hết 500 sản phẩm nữa. Dạ, thì đó là cái cách của em. Mọi người cuối cùng chia sẻ về câu hỏi đó, đó mời anh Quang. Quang, anh Quang phải mở đường dây, anh nói để em mới nghe được. Ok, rồi đến phần của Quang, thì khi mà Quang tham gia New Skin đó, thì thật sự mà nói là làm nail, kinh doanh nail, mở tiệm nail thì Quang rất là rành, chứ còn nói về kinh doanh New Skin là mù tịt, không biết về network marketing, không biết kinh doanh New Skin gì. Thì khi mà về công ty thì mình cũng gặp hỏi leader, thì nói bây giờ làm như thế nào, thì leader nói là ok, bây giờ muốn mà làm New Skin, muốn là thành công, là bây giờ trước nhất là phải trở thành lôi, trở thành executive. Thật sự mình cũng đâu có biết cái là lôi lại gì, executive gì đâu, nhưng mà mình hiểu một cách là ok, mình làm sao để thay thế cái sản phẩm, những cái gì mình đang xài ở nhà đó, bây giờ mình thay thế để mình trải nghiệm. Thì khi mình trải nghiệm thì mình có niềm tin, mình biết chia sẻ. Thì khi mình nghĩ tới vấn đề này thì bắt đầu là mua một số sản phẩm, thì trong đó thì có một số sản phẩm đẹp, và đặc biệt là Quang và xã của Quang rất là mê đẹp, đúng không? Không biết là chồng có mê hay không, mê chồng hay không, nhưng mà rất là mê làm đẹp cái gì. Okay. Và lúc đó là thời điểm đó đó là bắt đầu cái máy gà Van Spa trong vòng mà có chừng là 5-10 phút đó là mình làm cái xét cái mặt lên đó. Kêu cái này được cho bà xã nè. Ok, bắt đầu mua cho bà xã. Còn vấn đề của Quang á, thì khi mà mình là người kinh doanh, mình làm ăn mà vấn đề sắc đẹp ngoài mình đâu quan tâm, nhưng mà sức khỏe, tại vì khi mình làm 6 ngày 7 ngày như vậy thì chắc chắn là nó không có sức khỏe rồi. Chứ mình kêu cái này là vấn đề nghe là dược thảo thì ok. Thì lúc đó thì Quang sử dụng cái hũ Lifehack với cái Vitality, và đặc biệt cái Vitality là Quang rất là thích. Offline chia sẻ nó là cái Vitality này nó giúp tao thấy mày cũng hơi xìu nữa nè, đúng không? Cho nên là sử dụng này. Và mình sử dụng thì mình nghe nói là tại sao mình sử dụng cái hũ và tai đi, thì nó là nó giúp cho mình trí lực, nó giúp cho mình thể lực và giúp cho mình tâm chiến lực. Khi mình nghe nói cái gì mà có tâm chiến lực thì mình cũng ok, đúng không ạ? Cho nên là mình sử dụng, và khi mình sử dụng thì thật sự mình thấy nó work, và nó work very well. À, tạm dịch ra là ông uống mà bà khen đó, tạm dịch như vậy. Thì khi mà mình sử dụng như vậy thì bắt đầu khi mình thích rồi cái mình thấy ờ cái này được nha, mình nghe là mình ra ngoài là thấy mấy đứa bạn mà mình thấy là này thấy đứa nào mà xỉu nở là mình cái hề giới thiệu, và như là và cái hậu quả là nghĩa là sau này những đứa nào mà xỉu nở thì đứa nào cũng biết cái hũ bà thai đi hết. Thì khi mình quan đắc bắt đầu như vậy, và sau khi trở thành lôi, tại vì muốn trở thành executive là phải trở thành lôi, tại lôi là chính thức để cho mình có thể mình kinh doanh. Và sau khi quan trở thành executive thì lúc đó đó thì những người leader, những người mà giới thiệu cho quan nói là bây giờ mình trở thành executive rồi, thì bây giờ trách nhiệm của mình thì rất là đơn giản, làm sao để mà mình hướng dẫn cho người khác cũng làm giống như mình, trở thành lôi, sử dụng sản phẩm trong gia đình, thay thế những dòng sản phẩm đẹp và sức khỏe, trở thành lôi, và sau khi lôi trở thành dây đẹp, và cứ như thế mình nhân rộng. Thì Quang làm như vậy, và sau 8 năm thì hiện tại bây giờ cứ nhân rộng như vậy, và mình có đối tác những người dây cái đẹp khắp nơi. Thì Quang bắt đầu như vậy. Ok, cảm ơn anh Quang. Thì anh Thắng và chị Trang và anh Quang chia sẻ những cái điều đó, chúng ta có thể rút gọn lại một vài điều. Thứ nhất là mỗi người có những cái kinh doanh và công việc riêng của mình, và khi tới với New Skin đó, những cái sự khác biệt đó là mình không bị giới hạn về địa lý, mình có thể làm chủ cái thời gian, mình có thể phát triển bản thân mình và thể hiện bản thân trong cái môi trường đó, mình không phải chịu những cái sự rủi ro và những cái trách nhiệm về pháp lý khi mình kinh doanh. Và mỗi người kinh doanh thì hình như ai cũng đi nghiên cứu và cũng tìm hiểu rất là kỹ trước khi bắt đầu. Và khi bắt đầu thì có cái mục tiêu cho mình, đó là trở thành, đạt được những cái danh hiệu đầu tiên để mà làm bước đệm. Và để làm những cái chuyện đó thì cái bước đầu tiên không phải là mua hàng về để bán cho bất cứ ở nơi nào, nhưng mà chúng ta bắt đầu bằng việc trải nghiệm để mà đạt được những cái vị trí ban đầu đó. Rồi sau đó anh Thắng có nói rằng là học hỏi qua cái hệ thống về cái cách làm. Và dĩ nhiên là như anh Quang nói là 8 năm, anh Thắng cũng khoảng 9 năm, Trang thì tương đối mới. Nhưng mà trong cái hành trình đó cho tới bây giờ, dĩ nhiên là ai cũng vậy, chúng ta có những quyết định để bắt đầu. Rồi dĩ nhiên là cái hành trình thành công nào nó cũng có cái sự trả giá, cũng có cái sự học hỏi, cũng có cái sự gọi là khó khăn để mà trải qua.
Thì hôm nay chúng ta không có đủ thời gian để mà nói về tất cả những cái khó khăn chúng ta đã gặp. Nhưng mà cuối cùng cái gì cũng vậy, khi mà cái hành trình của mình đi đó, hầu như cái hành trình mỗi cái hành trình đó em chỉ quan sát thấy như vậy nè, là nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là cái đích đến nó xứng đáng thì chúng ta sẽ dấn bước trong cái hành trình. Đó là lý do tại sao người Việt chúng ta dám lăn xả khắp mọi nơi để chúng ta gọi là tìm về cuộc sống mới và xây dựng một cuộc sống mới cho mình. Vậy thì trong cái hành trình với New Skin này, mình không có nói về cái quãng đường mình đi, nhưng mà cái đích đến đó, thì những cái giá trị mà các anh chị thấy mình nhận được, những cái giá trị nhận được là những cái gì? Thì bây giờ mời chị Trang trước, xong rồi mời anh Quang và mời Thắng. Dạ, thì riêng về em thì cái anh hỏi em về cái giá trị của New Skin là gì ngay tại thời điểm này thì làm cho em rất là có cảm xúc. Tại vì các bạn biết là cái điều gì nó đang xảy ra với thế giới hiện tại rồi đó, là đang cái dịch bệnh rồi đó, thì cả thế giới đã chao đảo rồi. Riêng cái business riêng của Trang và Spa là hoàn toàn đã đóng cửa, shut down toàn bộ. Thì về cái income là bằng không rồi và âm nữa. Thì cái nguồn thu nhập của Trang hiện nay là không có về cái Spa rồi đó. Nhưng mà riêng về nhờ New Skin, nhờ cái quyết định hai năm về trước đây của Trang cảm thấy rất là cảm ơn, cảm kích về cái điều đó. Thì đây là cái nguồn income mà nuôi sống Trang chính, gia đình của Trang hiện nay. Nếu mà lúc trước Trang không đồng ý, Trang không có cho mình một cơ hội làm New Skin, thì bây giờ Trang không biết cái viễn cảnh tiếp theo của Trang là như thế nào. Nhưng mà bây giờ Trang đã làm New Skin thì cái giá trị mang lại là nuôi sống Trang hiện nay. Thì cái đó là cái phương án B. Ví dụ như khi các bạn Trang đã làm qua cái giám định rất là nhiều năm, những rủi ro luôn luôn xảy ra, có từ công ty nổi tiếng tới công ty bình thường đều có những rủi ro mà bạn không lường trước. Thì Trang đã lường trước điều đó và Trang đã lập phương án B cho mình, chính là cái kinh doanh này. Và khi mà cái salon của Trang hiện nay đóng cửa toàn bộ, âm tất cả cái số tiền là coi như là Trang chưa biết như thế nào. Riêng New Skin vẫn hoạt động, công ty New Skin của Trang là đang châu Âu, đang hoạt động, vẫn đang hàng hóa vẫn lưu chuyển bình thường. Tại Việt Nam, khi mà Trang ngủ ở Canada thì tại Việt Nam của Trang hàng hóa vẫn được vận chuyển và Trang vẫn có những cái tiền lương salary từ Việt Nam, rồi từ cái lợi nhuận đó, rồi ở Úc, rồi ở châu Âu. Về các bạn thấy hiện nay là cái đội nhóm của Trang trên toàn cầu vẫn đang hoạt động, thì Trang thấy là đây chính là cái nguồn sống của Trang và gia đình của Trang, thì đó là giá trị mà Trang thấy nhất hiện nay. Dạ. Cảm ơn Trang rất là nhiều. Và mời anh Quang. Rồi, những cái giá trị mà Quang nhận được khi tham gia với New Skin, có thể nói về giá trị thì chắc thể nói cả tiếng đồng hồ không hết, đúng không? Nhưng mà đương nhiên mình tóm được vài điểm. Khi mà Quang tham gia với New Skin thì nó cho phép Quang được hợp tác và làm việc với rất nhiều anh chị em khác nhau, trong đó làm việc với những người dược sĩ, làm việc với những người bác sĩ, những người khoa học gia, những người chủ nhà hàng, luật sư giống như anh Tiến, đúng không? Chủ nhà hàng giống như anh An, và tất cả mọi người. Và khi mình làm việc với nhiều người như vậy đó, thì mình có cơ hội để mình học hỏi những người đó, để mình cũng thêm phát triển. Và khi mà mình có nhiều người như vậy, và nó cho phép được là mình có bạn bè khắp nơi, đi du lịch như ở đâu đâu cũng có những người quen, những người thân chào đón. Và đó là những cái mà Quang thấy là có tiền mình mua cũng không được. Công việc mà trước đây Quang làm nó không cho điều đó, chỉ mình có được ví dụ như 10, 12, 13 người thợ gì đó thôi, đúng không? Đi làm thì gặp những người thợ, người khách, về nhà cuối tuần thì gặp 5-7 người bạn thôi. Nhưng mà khi mà tham gia New Skin nó cho mình gặp cả hàng ngàn người mà khắp nơi. Và đây có thể nói là cái gia đình thứ hai của Quang. Đó là nhất. Cái giá trị thứ hai nữa đó là thời gian trước khi mà làm nail á, làm chủ nail đó, thì nhiều khi mình đâu đi học gì đâu, đúng không? Khi mà làm với New Skin thì mình làm việc với đội nhóm kit. Và đội nhóm GIP là một cái đội nhóm có thể nói là có rất nhiều anh chị em leader. Mình học hỏi những người leader đó. Những người leader đó có những cái buổi huấn luyện để mà đào tạo mình, để mình trở thành một con người tốt hơn, có thể là học hỏi những điều mới mẻ hơn. Mình có những tầm nhìn lớn hơn, và nó giúp cho bản thân của Quang á, là ngày hôm nay thì luôn luôn nó tốt hơn ngày hôm qua. Và luôn luôn mình học hỏi như vậy. Cái giá trị cuối cùng mà Quang thấy là trước đây Quang không có được là Quang có hai đứa nhỏ, và các anh chị khi mà mình Quang làm nail á, làm chủ tiệm nail đó, nó rất là bận biểu, mà nhiều khi mà không có nhiều thời gian cho con cái, cho nên nhiều mỗi lần mà con mà hẹn thì kia nọ là nhiều khi mình hẹn mà nhiều khi mình gọi là mình quên luôn đó, đúng không? Mình lờ luôn. Và có những cái mà mình cảm thấy rất là mình feel rất là bad đó, cũng như là nó không được đó, là nhiều khi mình có những buổi họp của con cái ở trường đó, nhiều khi mình quên luôn, bận biểu quá là nhiều khi mình quên luôn, mình skip luôn.
Nhưng bây giờ đó thì có thể nói là khi mà con cái cần Quang lúc nào thì Quang đều có thời gian với con ở đó, muốn đi đâu thì mình đều có thể đi chơi với con. Trong những cái tháng vừa qua đó thì đi chơi khắp nơi. Nhiều khi bây giờ con nó chơi, bây giờ tụi con không muốn đi chơi nhiều nữa, đi nhiều mệt quá cho nên ở nhà. Những cái buổi mà gặp con ở trường á, ăn cơm trưa đó, trước đây đời nào có, nghĩa là làm nail mười mấy năm chưa có bây giờ mà đi tới trường để mà ăn cơm, ăn lên trưa với con này kia nọ. Nhưng mà trong thời gian qua thì nói chung là mỗi lần con muốn thì mình có thể mình làm điều đó và con rất là vui. Thì đó là những cái giá trị mà mình nhận được. Đương nhiên có nhiều giá trị nữa thì lần sau có thể mình kể trước. Ok, cảm ơn anh Quang. Còn đối với Thắng đó, thì bây giờ thì mỗi ngày Thắng thức dậy đó mình phải cảm ơn cơ hội Nu Skin. Hồi trước mình không thích, nhưng mà bây giờ mình nhận được những cái giá trị trong vòng 9 năm qua đó, thì cảm thấy là mình rất là cảm kích cơ hội này. Hồi xưa khi làm kỹ sư đó thì Thắng bị thụ động về thời gian và thu nhập. Còn trong Nu Skin thì ngược lại nha. Khi mình cố gắng, mình phấn đấu nhiều đó thì cái kết quả mình cao. Và với sự nỗ lực làm việc đó thì Thắng có một số khách hàng và rất là nhiều đối tác ở khắp nơi. Và khi những cái người đối tác, những người khách hàng này họ làm việc, họ đặt hàng, họ giới thiệu, họ xài sản phẩm đó, thì công ty Nu Skin lo hết về phần giấy tờ, pháp lý, vận chuyển, tất cả những cái đó. Và mình được nhận tiền và mình có được cái thu nhập đó mà mình không có cần phải bỏ cái công sức ra để lo từng ly từng tí. Và nhờ vậy đó thì Thắng lại có được thời gian để đưa đón con đi học này. Và cứ cái chị thử này, cái gì thật thử thử một cái đối với nó rất là đơn giản, nhưng mà giáo viên Quang nói vào trường ăn cơm trưa với con đó. Trường của con Thắng không có cho phụ huynh vô ăn cơm trưa, nhưng mà Thắng Thắng xung phong, Thắng volunteer đó, Thắng vào trong đó, Thắng đọc sách cho cái lớp mẫu giáo của con mình. Và cái mình nghĩ nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà mình bước vào trong đó, tự nhiên con của mình thấy mình một cách rất là ngạc nhiên. Nó giống như là nó rất là mừng, thấy nhìn thấy ánh mắt, những cử chỉ của con, các anh chị sẽ thấy cảm thấy rất là hạnh phúc. Và có lần Thắng vào xong rồi ngày hôm đó Thắng về, xong rồi ngày hôm sau đó là ngay cả cô giáo cũng ngạc nhiên luôn, là mình lại trở lại nữa, là tại vì cái người phụ huynh kia sắp xếp nó lịch hôm sau có người họ phải bỏ. Thắng nói Thắng đi, Thắng vô, và mình lại vô tiếp. Và nó rất là bất ngờ là mình đi 2 ngày liên tục luôn. Nhìn thấy cái khuôn mặt của con hạnh phúc như vậy đó, mình cảm thấy rất là sung sướng. Và một điều nữa đó là khi mà thường thường Thắng đón con về 3:05 là nó ra, thì đang thi ra thì thường thường đang thi luôn luôn nói là ba cho con ở lại chơi một tí xíu nữa ở trong ngay cái sân trường đó. Và Thắng luôn luôn Thắng nói dạ được. Rồi một hồi nữa nó chơi, một hồi nó chạy lại, tới giờ về rồi con, thì nó chạy lại, nó nói ba cho con chơi một tí xíu nữa thôi. Thì Thắng lại nói dạ được. Rồi nó hỏi nữa, mình lại nói dạ được nữa. Có nghĩa là hồi xưa đó, thậm chí làm kỹ sư mà đi đón con còn không được nữa, 3 giờ lấy giờ đâu, mà đang ở hãng mà làm sao đón được con. Mà bây giờ mình lại có được cái thời gian để mà đón được con, và nó xin thêm 5 phút, 10 phút, 15 phút mình ok, mình cho luôn, là tại vì mình đã để sẵn 1 tiếng hồ cho nó rồi. Còn nếu bình thường đi đón con là chỉ có 15 phút chạy đi đón đem về, thì nó xin 5 phút đâu cho được. Và bây giờ để sẵn 1 tiếng mà nó xin có 15 phút, thậm chí nó xin nửa tiếng mà nó được được, tại vì ba có cả tiếng cho con là, đúng không? Cho nên cái giá trị Thắng nhận được từ Nu Skin đó là mình được làm chủ cái thời gian của mình, công việc mình có thể sắp xếp được. Và đối đối với Thắng đó, khi hồi xưa đó, ngoài việc mà thời gian cho con là cái đó đối với Thắng nó đơn giản nhưng mà vô cùng giá trị. Ngoài cái việc đó ra đó, thì hồi xưa Thắng làm việc cho công ty Lockheed Martin thì có bao giờ mà hãng cho đi chơi đâu. Mà trong này, mà hồi xưa mình đi chơi tự bỏ tiền túi ra rồi còn phải xin phép họ mình mới được đi. Còn đối với Nu Skin thì khi mình đạt được những cái tiêu chuẩn thì công ty cho mình đi chơi mà còn cho mình đem thêm một người nữa. Cho nên là vợ chồng Thắng có nhiều khi đem thêm con đó. Hai vợ chồng đem thêm con đi 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 chơi, có những cái chuyến tưởng thưởng mà hồi xưa mình không bao giờ nghĩ tới được, không bao giờ ngờ tới. Và cứ mỗi lần đi như vậy về mình lại phấn đấu hơn để mà mình được đi những chuyến kế tiếp nữa, và được đi những nơi như là Nam Phi này. Có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ được đi Nam Phi hay là Bermuda, rồi đi tới công ty một trong những cái nơi mà giàu nhất thế giới là Monaco, rồi được đi những cái chuyến du thuyền thuyền Alaska, rồi ở những cái vùng Nam Mỹ. Mình không có nghĩ là mình có bao giờ đạt được cái những cái điều đó. Nhưng mà khi vào Nu Skin phấn đấu làm việc đó, thì mình lại được đi chơi, được có thời gian với con cái. Mà thật sự là đối với Thắng đó là những cái giá trị mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc, và mình hãnh diện là mình đã đem tới cho gia đình mình được một vài cái giá trị gì đó tuyệt vời. Và con của mình nó nhìn mình nó giống như là mình là người anh hùng của nó đó, như superhero đó, người anh hùng. Mình cảm thấy rất là hãnh diện đó, và mình cảm thấy rất là vui khi mà gia đình mình hãnh diện về mình. Một số anh chị em chắc chắn là đặt câu hỏi tại sao Thắng lại già được, là tại vì Thắng dạy cho con là mỗi lần ba nói chuyện với con thì con phải già,
Thì con nó nói chứ vậy thì tại sao mỗi lần con nói chuyện với ba, ba không giả con? Đó là lý do anh Thắng là giả con. Con cái ở bên Mỹ nó vậy các anh chị. Ok, bây giờ đó, cảm ơn các anh và chị đã chia sẻ những cái kiến thức của mình về cái hành trình của New Skin cho đến Dĩ nhiên là còn rất là nhiều điều chúng ta có thể học hỏi. Và đó là lý do tại sao chúng ta có những cái chương trình huấn luyện cho những người nào bắt đầu. Thì với cái thời gian chúng ta còn lại đó, anh chỉ còn một hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay. Đó là qua cái trải nghiệm của mỗi người như vậy, và chúng ta biết rằng là hôm nay có rất là nhiều người mới lần đầu tiên được nghe cái chương trình như vậy. Kinh doanh không sở hữu đơn đơn giản là tại vì khi chúng ta bắt đầu, chúng ta không phải đầu tư vốn liếng giống như một kinh doanh bình thường. Chúng ta không phải mướn mặt bằng, chúng ta không phải mướn kho bãi, chúng ta không phải mướn nhân viên, chúng ta không phải chịu vấn đề về pháp lý, chúng ta không có phải xử lý về những cái vấn đề về nhận đơn hàng hay là gửi đơn hàng, cho nên gọi là không có sở hữu, mà chúng ta lại được kinh doanh khắp mọi nơi. Thì bây giờ cái lời cuối cùng để mà gọi là moi móc từ các anh chị một chút đó, là sau cái trải nghiệm của mỗi người như vậy thì chúng ta có cái lời nhắn gửi gì cho những người đang lắng nghe, mà đặc biệt là những người lần đầu tiên lắng nghe không? Mời anh Thắng trước, rồi mời chị Trang và anh sau đó anh Quang. Dạ, đối với em đó thì em thấy được là mình sinh ra mình không phải là để lớn lên đi học đi làm trả hóa đơn rồi chết đi. Cuộc sống nó có ý nghĩa hơn như vậy rất là nhiều. Và để mà có cuộc sống thật ý nghĩa đó thì mình cần một cái môi trường tốt để phát triển, và New Skin là môi trường đó. Hồi xưa cho dù Thắng không có kinh nghiệm về kinh doanh, Thắng chẳng biết gì về New Skin, nhưng mà khi biết môi trường này tốt và cái tiềm năng nó cao thì nó đáng để cho mình làm, và Thắng quyết định Thắng bắt đầu. Và Thắng cũng có cái lời chia sẻ với anh chị là các anh chị cũng hãy nên như vậy. Anh chị hãy bắt đầu rồi để mình mới biết, chứ không đừng có chờ đợi tới khi nào mình biết rồi mình mới bắt đầu. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Cảm ơn anh. Dạ. Thì riêng về phần của em có một lời nhắn nhủ là trải qua một cái thời gian rất là dài trong sự nghiệp của em rồi, thì em thấy khi mà em làm giám định thử nghiệm thì em học rất là nhiều cái tiêu chuẩn, rất là nhiều cái chứng nhận để mình mới làm được cái việc đó. Hoặc là ngay cả khi mà mình làm ở spa đi thì mình phải có skill gì đó rất là nhiều mình mới làm được, mình mới handle, mình mới làm được những cái điều đó. Thì riêng về New Skin thì em thấy là cái này là cơ hội quá lớn đi, tại vì ai những cái nền tảng về kiến thức của bạn bình thường bạn có thể làm những cái điều phi thường mà bạn, tại vì cái này là sử dụng và sao chép, mà sử dụng và sao chép là bạn đã thành công rồi. Chưa kể là sau đó vào đội nhóm của bạn sẽ train, sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước một, rất là chi tiết, rất là chi tiết, và một cái đội nhóm giúp rất là lớn trên toàn cầu, cái network, cái hệ thống sự kết nối của họ quá lớn đi. Thì cái đó là một cái tiềm năng mà bạn phải nắm bắt ngay. Ví dụ như có nhiều bạn quá hoài nghi đi, có nhiều bạn quá nghi ngờ vào bản thân mình và hoài nghi vào cái cơ hội này, thì lời nhắn nhủ của Trang là các bạn đừng quá hoài nghi, mà các bạn đã đánh mất một cơ hội cho chính mình. Ngay cả Trang thì khi Trang cảm thấy Nu Skin đây là một bước tiến lớn của Trang trong sự nghiệp của Trang, tại vì nó sẽ có mang đến cho Trang những cái giá trị về tinh thần, về tiền bạc, về tài chính mà nó cao hơn những cái gì Trang đã làm qua. Thì những cái bạn của Trang, Trang biết là những cái bạn của Trang đang coi cái live này thì đã chứng kiến những diễn biến trong cuộc đời của Trang, thì các bạn có thể cảm nhận được những cái gì mà Trang nói, thì đó là những điều mà Trang muốn gửi đến các bạn. Cảm ơn Trang. Okay, rồi về vấn đề Quang thì các anh chị bạn biết là Quang là người kinh doanh, thì khi mình nói vấn đề kinh doanh thì mình phải nói vấn đề mục tiêu và cái doanh số. Kinh doanh mà mục tiêu là phải có cái doanh số. Và khi mà Quang đi đến với cơ hội đó, thì ngoài cái cơ hội Nu Skin nó cho mình những cái, thì nó còn cho mình những cái tính chất là vấn đề nhân văn, làm sao để cho mình sẽ trở thành một con người tốt hơn, làm sao để mà mình có thể mình giúp đỡ mọi người xung quanh giống như mình, để mình có cái chất lượng giống như mình. Và các anh chị cũng biết là mọi người thì ai cũng đều có ước mơ hết, Quang có ước mơ, tất cả anh chị em đều có ước mơ. Nhưng mà nhiều khi đó mình làm quằn quật, mình làm 6 ngày 7 ngày một tuần, mà nhiều khi mình cũng không đạt được cái ước mơ đó. Và phải chăng là cái phương tiện nó không cho mình, nó không giúp mình đạt điều đó? Thì nếu mà cái phương tiện hiện tại của mình đã làm 5 năm, mình đã làm 10 năm, mình làm 15, 20 năm rồi, mà nó không có giúp mình, nó không cho mình được những gì mình muốn đó, thì quan nghĩa tốt nhất là mình nên thay đổi cái phương tiện, đúng không ạ? Tại vì nếu mình vẫn tiếp tục mình làm cái công việc gì mình đang làm đó, thì 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa thì nó cũng giống nhau thôi. Tại mình đã từng làm như vậy mà. Thì cái cơ hội Nu Skin nó là cái phương tiện, vì nó để giúp cho hàng ngàn người đạt được những điều họ muốn, giúp cho Quang, giúp cho chị Trang, giúp cho anh Thắng Đặng đạt được những ước mơ mình muốn. Thì nếu như vậy thì chắc chắn cái phương tiện này nó cũng sẽ giúp các anh chị đạt được những gì anh chị muốn. Thì đó là... Ok, cảm ơn anh Quang. Và anh chỉ tóm gọn một vài ý thôi, giống như anh Thắng nói đó, là chúng ta đừng có chờ khi nào chúng ta biết mới làm,
đa số mọi việc chúng ta làm là mới biết, và đặc biệt là trong công việc này đó, mình có thể vừa làm vừa học. Và trong cơ hội mưu sinh thì nó không phải là một cái gì đó mình làm một ngày mà xong, cũng không phải là một tuần hay một tháng hay một năm mà xong. Và hầu như trong cuộc sống của mình thì hình như không có công việc nào mà mình chỉ làm một năm mà xong cả, đúng không? Anh đáng ra kỹ sư ít nhất là 4 năm, làm mở tiệm nail như anh Quang xây dựng không biết là mấy tháng rồi, và nhiều khi làm một năm cũng chưa chắc là lấy lại vốn. Thành ra là có rất là nhiều kinh doanh nó là như vậy, thì New Skin cũng là như vậy. Thì các anh chị phải hiểu đây là một cái cơ hội, và mình dành cái thời gian để mình vừa học vừa làm. Nhưng mà mỗi người chúng ta cần phải có một việc, đó là hãy quyết định, tức là mình phải có một cái quyết định để bắt đầu. Và chúng ta có thể bắt đầu như anh Thắng, như anh Quang hoặc là như chị Trang, đó là bắt đầu bằng việc sử dụng những cái sản phẩm. Thì sau cái phần chia sẻ ngày hôm nay đó, dĩ nhiên là chúng ta không có đủ thời gian để đi sâu vào để hướng dẫn là chúng ta sẽ làm bằng cách nào. Tại trong kinh doanh này cần ba cái yếu tố quan trọng. Thứ nhất là chúng ta cần phải có kiến thức, thứ hai là chúng ta cần phải có kỹ năng, thứ ba là chúng ta cần phải có cái cách suy nghĩ đúng, tức là cái tư duy đúng. Thì ba cái phần này chúng ta sẽ được hướng dẫn sau khi mình bắt đầu. Vậy thì những anh chị em nào cảm thấy rằng là đây là một cái cơ hội để mình có thể thử thách bản thân, để mình có thể tìm tới một cái cơ hội mới, kế hoạch B cho mình, đầu tiên đó, các anh chị hãy liên lạc với người nào đã giới thiệu các anh chị vào cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, để họ hướng dẫn cho các anh chị mở một mã số miễn phí. Sau khi các anh chị mở mã số rồi, các anh chị sẽ được hướng dẫn những cái bước kế tiếp để bắt đầu. Và đặc biệt chúng ta còn một cái phần đặc biệt, tức là ngày mai với những người nào mà có mã số rồi đó, thì các anh chị sẽ được đưa thông tin để tham dự một cái chương trình huấn luyện đặc biệt do anh Thắng, anh Quang và chị Trang sẽ hướng dẫn cho các anh chị bằng cách nào mình bắt đầu. Và trong đó sẽ nói về chính sách trả thưởng, trong đó sẽ nói về một số những cái bước quy trình mà chúng ta cần phải đi qua để đạt được những cái sự thành công với cái hành trình này. Còn ngày hôm nay thì anh mong rằng là những cái thông tin của từ anh Quang, của anh Thắng và chị Trang đủ để cho các anh chị cảm nhận, và sau đó để các anh chị quyết định. Và cái gì cũng vậy, mọi chuyện bắt đầu bằng quyết định của ngày hôm nay để có cái kết quả của ngày mai. Và anh mong rằng mỗi người chúng ta đưa cái quyết định đó ngày hôm nay để chúng ta có thể được bắt đầu, và ngày mai chúng ta sẽ được hướng dẫn. Còn hôm nay một lần nữa anh xin cảm ơn anh Quang, cảm ơn anh Thắng và cảm ơn chị Trang đã dành thời gian để chia sẻ cái kinh nghiệm và kiến thức của mình cho mọi người. Và hẹn gặp tất cả vào chúng ta vào ngày mai trong buổi huấn luyện khởi nghiệp, đúng không ạ? Và một lần nữa cảm ơn mọi người, và chúng ta có thể vẫy tay chào chào mọi người. Rồi, Quang xin chào tất cả anh chị em mình. Ok, xin chào các anh chị và hẹn gặp.